Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Network. Sau đây là phần bình luận với tựa đề Trọng chuẩn bị thịt quang. Phần tiếp theo, bài viết do người buôn gió biên soạn quan chương trình bày. Kính thưa quý vị, việc ông Tô Lâm thực hiện hoặc làm ngơ để cho C46 bắt Trương Quốc Dũng không để Trần Đại Quang can thiệp kịp là một đòn nặng dán vào Trần Đại Quang. Trần Đại Quang thấy không thể ngồi yên để làm mồi cho Trọng thịt lấy điểm. Và trước sự gia tăng đòn đánh của Trọng, thì Quang thông qua cánh miền Trung làm cầu nối để bắt tay với lại Phúc. Đồn gấp Nguyễn Văn Sơn là cựu giám đốc công an Đà Nẵng lên làm Thứ trưởng Bộ Công an và phong hàm trung tướng. Chuyện thăng chức nhanh chóng này đối với lại Nguyễn Văn Sơn là dấu hiệu cho thấy trong lãnh đạo cao cấp của Bộ Công an sẽ có sự thay đổi lớn trong thời gian tới đây. Có thể là sự thay đổi này ở tầm bộ trưởng hoặc thứ trưởng. Sự can thiệp của quan đã khiến cho những kẻ bị bắt như là Vũ Đức Thuận, Trương Quốc Dũng yên lòng. Những kẻ này ở trong trại giam không hề nhận tội hoặc là khai báo gì ngoài việc kêu oan và thách đố cơ quan điều tra tìm được những chứng cứ phạm tội. Nhờ vậy mà Đinh La Thăng bỗng nhiên thoát nạn sau vụ bắt bớ này. Đinh La Thăng có vẻ hết sợ hãi và trở lại tự nhiên như mọi khi người ta vẫn thấy. Nhờ sự bắt tay như Nguyễn Xuân Phúc và Trần Đại Quang trên cơ sở lợi ích nhóm miền Trung. Đinh La Thăng đã tranh thủ phản pháo lại Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ngay giữa cuộc họp quan trọng. Trương Hòa Bình thấy Phúc không nói gì, đã nhận ra ngay Phúc đã có ý binh cho Thăng, bèn nín thinh về báo cáo lại cho Trương Tấn Sang tính mù kế khác. Sau cuộc họp này, mũi dùi trên truyền thông tấn công Đinh La Thăng đột nhiên dừng hẳn và nhất là nhà báo Trương Huy Sang. Ai cũng biết rằng Trương Tấn Sang là đàn anh của Trương Hòa Bình và là thầy đỡ đầu của Trương Huy Sang mọi thông tin của Trương Huy Sang viết về định La thằng đều do Trương Hòa Bình trong vai trò là Phó Thủ tướng quản lý, mặt pháp luật, tư pháp và các vụ gian lận kinh tế đã cung cấp cho Trương Huy Sang tư liệu viết. Trương Huy Sang nổi lên trong làng báo vào thời kỳ mà Trương Tấn Sang làm bí thư thành ủy Sài Gòn. Sau vụ dính dáng đến vụ án đầm cam, thì cặp thầy trò 2S này đã tạm thời chia đôi ngã trước sự lớn mạnh của cặp bài uy lực nhất thời đó là Nguyễn Văn Hưởng và Nguyễn Tấn Dũng. Đây là những năm tháng mà cặp thầy trò 2S này nín lặng mài nanh vuốt, nuôi hận phục thù. Và đến khi Nguyễn Văn Hưởng từ giả cuộc chơi khiến cho thanh thế Quý Dũng suy si yếu, Huy Đức bắt đầu đã nã pháo vào Nguyễn Tấn Dũng, không từ cả chuyện lôi con cái nhà Nguyễn Tấn Dũng ra để làm bồi. Đến điểm vào cuộc chiến gây cấn ở Đại hội 12, Huy Đức lánh ra bắt để tung ra những bài tố cáo Nguyễn Tấn Dũng và bè phái lũng đoàn đất nước, mị dân qua những lời phát biểu chống tàu. Trên thực tế, thì Nguyễn Tấn Dũng có phải bị dân chống tàu hay là không đến nay vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, trong thời kỳ Dũng nắm quyền, lại là thời kỳ các cuộc biểu tình chống Trung Cộng được diễn ra và lớn mạnh thành một phong trào. Cho đến nay, Dũng về được một năm thì không có một cuộc biểu tình chống Trung Cộng nào diễn ra được cả. Đại hội 12 kết thúc, Nguyễn Tấn Dũng về hưu. Âm mưu của Trường Tấn Sang trong kịch bản mới là làm sao gấp rút đưa được đệ tử trương hòa bình vào vị trí béo bở nào đó và đó là các thủ tướng chủ tịch nước trương hòa bình là đệ ruột của sang khi mà sang làm bí thư thành ủy tuy nhiên các chức này lại trông chờ vào lời hứa về giữ nhiệm kỳ của trọng và nếu thủ tướng hay là chủ tịch nước đương nhiệm thay thế nguyễn phú trọng thì lúc đó sẽ để lại khoảng trống một trong hai chức này dành cho trương hòa bình Thế nhưng, kịch bản này khó thành khi mà Nguyễn Phú Trọng dở trò ăn vạ, bày ra hết chuyện dịch chống tham nhũng rồi chống diễn biến để được ở lại chỉ đạo. Trương Tấn Sang chỉ còn cách nhằm đến chức bí thư thành ủy Sài Gòn cho đàn em Trương Hòa Bình, vốn nhiều màu mỡ. Người lính xung kích Trương Huy Sang nhận nhiệm vụ mới giảm cường độ tấn công gia đình Nguyễn Tấn Dũng và tập trung vào con mồi Đinh La Thăng với tài liệu do Trương Hòa Bình cung cấp để học đánh bật Đinh La Thăng ra khỏi thành phố Sài Gòn. Đến đây, thì cặp 2S đã trở thành cặp 3 chương gọi tắt là 3T. Nhà cuộc chiến trọng với Quang dẫn đến liên minh Quang và Phúc Đinh La Thăng có cơ hội tạm thời thoát được mũi tấn công áp sát của Trọng và Sang. Nhưng liệu Thăng sau này có chống đỡ được những đòn nham hiểm đâm lén sau lưng mà Trương Tấn Sang là một cao thủ lão luyện hay là không? Trong khi trước mặt thì Nguyễn Phú Trọng luôn dơ đao rình chém. Thế nước tạm thời đang chia làm 3 thế lực. Thế lực của Nguyễn Phú Trọng với quận ủy Trung ương thế lực liên minh tạm thời Quang Phúc cùng cánh miền Trung, thế lực của Trương Tấn Sang Trương Hòa Bình. Và ngoài ra, có các tỉnh bộ tạm quan sát thời cuộc chưa biết ngã theo bên nào. Không phải chỉ đối phó với Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Thành ủy Đinh La Thang còn phải đối phó với đoạn đánh sau lưng của nhóm Ba Trương. Không còn lối thoát nào khi lưỡng đầu thọ địch từ ngoài Bắc đến trong Nam. Và có lẽ Đinh La Thăng phải hạ mình sinh nhập liên minh Quang Phúc và nhóm miền Trung. Như thế thì khả năng bảo vệ được mình sẽ lớn hơn nhiều đại đa số nhân dân và cán bộ đảng viên đã quá chán với bộ mặt già nua và đầy thủ đoạn của Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang trong nhiều năm qua. Một lứa lãnh đạo mới cần cù như là Nguyễn Xuân Phúc, bạo dạng như là Nguyễn Xuân Anh, năng nổ như Đinh La Thăng, nằm dưới sự chỉ đạo điềm tĩnh của Trần Đại Quang. Phương án ấy có lẽ sẽ mang lại một sức sống mới, có thể không có gì cam chắc sẽ tốt, nhưng ít ra nó cũng đem lại sự mới mẻ để những nhà đầu tư nước ngoài giảm bớt làn sóng tháo chạy khỏi Việt Nam đang diễn ra. Tuy nhiên, chẳng có gì là dễ dàng bởi còn vô số những kẻ trầu rịa đầy quyền lực như là Phạm Minh Chính, Tô Lâm, Ngô Xuân Lịch, Đinh Thế Huỳnh sẵn sàng ngán chân mọi cuộc chạy đổi nếu như bọn họ không được chia phần. Và Nguyễn Phú Trọng, một bậc thầy của sự chia rẽ và nghệ thuật ném xương cho chó cắn nhau, quá hiểu điều này. Ông ta liên tục rỉ tai và hứa hẹn cho những kẻ dưới quyền được chức này chức kia khi mà thay người nọ Nguyễn Phú Trọng đã khôn khéo đẩy Trần Đại Quang phải vào thế đối phó với một đám lâu la và qua đó có thể phân tán sức mạnh của Trần Đại Quang. Dù Trọng thắng hay Quang thắng đi chăng nữa thì nhóm Ba Trương vẫn có phần. Và nếu Trương Hòa Bình về thay thế, thế Đình là thang làm bí thư thành ủy Sài Gòn thì chắc hẳn chỉ có lời khen ngợi ngút trời với Trương Hòa Bình từ nhà báo Trương Huy Sang. Hoặc là những góp ý dưới phê phán nhẹ thực chất là làm tôn vinh tân bí thư Trương Hòa Bình để chú hòa bình lên là lý do vì sao kẻ nham hiểm như là trương tấn sang tuy về hưu nhưng không chịu làm người tử tế mà vẫn rình rập quanh sân khấu chính trị để đánh hơi kiểm trác trong bài viết nhân ngày quốc khánh 2 tháng 9 vừa qua thì sang hưởng ứng trọng hô hào để chống lệnh hướng quyết tâm giữ chế độ xã hội chủ nghĩa và cuộc chiến loạn xa ngầu này chưa biết đến khi nào sẽ kết thúc chừng nào nó còn diễn ra thì sự tâm tối vẫn còn đeo đuổi đất nước này ngoài khơi. Trung Cộng nhân đà đã gia tăng những hành động củng cố quân sự trên các quần đảo chiếm được của Việt Nam. Môi trường của Việt Nam bị hủy hoại từng ngày và quan hệ quốc tế thảm hại chưa từng có và những nhà đầu tư đã lần lượt bỏ Việt Nam, trong khi vật giá bắt đầu có dấu hiệu lao thạc. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Trọng chuẩn bị thịt quang phần tiếp theo. Bài viết do người buôn gió biên soạn quang chương trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và phần bình luận lần tới xin kính chào